Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân sự được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chính phủ có 3 tân phó thủ tướng. Ngày 26 tháng 8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội tiến hành quy trình kiện toàn một số chức danh, trong đó có việc phê chuẩn bổ nhiệm 3 phó thủ tướng. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân sự được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Việc phê chuẩn bổ nhiệm ba phó thủ tướng được các đại biểu quốc hội thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi hoàn thành các bước theo quy định, quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Tần phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, 66 tuổi, quê ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, Ông có trình độ phó giáo sư tiến sĩ luật Đại học An ninh, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Hòa Bình là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, ủy viên Bộ chính trị khóa 13, bí thư Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Ông Nguyễn Hòa Bình công tác trong ngành công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng vào những năm 1980. Sau đó ông chuyển sang công tác tại Cục Cảnh sát kinh tế C15 Bộ Công an và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại cơ quan này. Tháng 4 năm 2007, ông được phong hàm thiếu tướng công an. Tháng 4 năm 2008, khi đang là phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, kim cục trưởng cục cảnh sát điều tra án tham nhũng, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an, ông được điều động luân chuyển về Quảng Ngãi làm phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Hơn 3 năm sau, ông được bầu làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ cương vị này trong hơn một năm. Đến tháng 7 năm 2011, Ông Nguyễn Hòa Bình được Quốc hội bầu làm viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và giữ cương vị này trong gần 5 năm. Tháng 4 năm 2016, ông được Quốc hội bầu làm chánh án tòa nhân dân tối cao và giữ cương vị này từ đó đến nay. Tân Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước, 61 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn, tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương khóa 12-13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông có 27 năm công tác tại Nghệ An và trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân rồi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Tháng 4 năm 2016 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, ông được bầu giữ chức Tổng kiểm toán nhà nước. Đến tháng 4 năm 2021, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tân Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, 62 tuổi, quê ở thành phố Hà Nội, trình độ là Thạc sĩ quan hệ quốc tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh từ tháng 4 năm 2021, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Ông Bùi Thanh Sơn vào ngành ngoại giao từ tháng 2 năm 1985 và làm chuyên viên Bộ Ngoại giao chuyên viên Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao vào cuối những năm 1980. Sau đó ông làm chuyên viên trưởng ban nghiên cứu Âu Mỹ, chánh văn phòng, tập sự phó vụ trưởng, phó giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3 năm 2000 đến tháng 7 năm 2003, ông làm tham tán công sứ người thứ hai, bí thư chi bộ, đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Trong 5 năm sau đó, ông Bùi Thanh Sơn giữ các chức vụ phó vụ trưởng rồi vụ trưởng vụ chính sách đối ngoại Bộ Ngoại giao. Trước khi làm thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào tháng 11 năm 2009, ông làm trợ lý bộ trưởng, kiêm vụ trưởng vụ chính sách đối ngoại. Ông được phân công làm thứ trưởng thường trực từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 3 năm 2021. Tháng 4 năm 2021, ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến nay. tân tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, đây là một vinh dự to lớn, cũng là trách nhiệm lớn lao. Chiều ngày 26 tháng 8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, với 438 trên 438 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí làm tranh án Tòa án Nhân dân tối cao. Sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, tân tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã có bài phát biểu nhậm chức. Trong phát biểu, ông Lê Minh Trí cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Quốc hội đã phân công và bầu ông giữ chức tránh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đây là một vinh dự to lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao, nặng nề đối với cá nhân tôi trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hôm nay tôi vui vì nhận nhiệm vụ mới, nhưng cũng có nhiều chăn trở, suy nghĩ vì tôi nhận thức đây là nhiệm vụ khó khăn, thử thách phía trước, ông Lê Minh Trí nói. Tần tranh án tòa án nhân dân tối cao chia sẻ câu hỏi đầu tiên đối với ông là phải làm sao giữ được những thành quả của các bậc tiền bối, tiền nhiệm đã gây dựng. Đồng thời, trước những yêu cầu kỷ luật, kỳ cương của đảng hiện nay, trước yêu cầu của pháp luật ngày càng cao và sự mong đợi, đòi hỏi của nhân dân, thì ngành tòa án làm gì và làm như thế nào để được đa số nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ trong thực hiện nhiệm vụ của mình? đó là nhiệm vụ bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người bảo vệ sự công bằng lẽ phải bảo vệ lợi ích của nhà nước lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức và cá nhân để góp phần quan trọng vào việc xây dựng một nền tư pháp liêm chính theo yêu cầu của đảng nhà nước hiện nay vẫn lời ông trí ông lê minh trí cho hay trong thực hiện nhiệm vụ ông sẽ tuân thủ nghiêm túc sự lãnh đạo của đảng nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp pháp luật và thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tư pháp nỗ lực cao nhất trong thực hiện lời tuyên thệ của mình Tôi sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả những mặt tích cực của các bậc tiền nhiệm và tranh án Nguyễn Hòa Bình đã gây dựng và sớm khắc phục những mặt hạn chế, thiếu sót mà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra với ngành tòa án nhân dân trong thời gian tới. Ông Lê Minh Chi nói, trước hết, tần tranh án tòa án nhân dân tối cao cho hay sẽ cùng tập thể ban cán sự đảng hết sức coi trọng sự đoàn kết, thống nhất với chủ trương gắn xây dựng, trình đốn đảng với xây dựng ngành phát huy trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu các đơn vị các cấp tòa án của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỳ cương và tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là lời dạy của bác đối với mỗi cán bộ tòa án phải thực sự là người, phụng công, thủ pháp, trí công, vô tư. Quan trọng hơn là phải xây dựng và củng cố được lòng tin của đại đa số nhân dân vào nền tư pháp của nước nhà cố gắng thực hiện phương châm, nói ít nhưng nỗ lực làm nhiều để được dân tin, tăng cường lắng nghe góp ý và chấp hành nghiêm túc sự giám sát của nhân dân, của quốc hội, của đại biểu quốc hội đối với hoạt động của tòa án các cấp, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh. Cuối bài phát biểu, ông Lê Minh Trí bày tỏ, thời gian tới mong nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm, ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành, địa phương để ngành tòa án phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước tại kỳ họp tháng 10. Chiều ngày 26 tháng 8, tại họp báo về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo nghị quyết của Trung ương Đảng Quốc hội sẽ tiến hành bầu chức danh Chủ tịch nước tại kỳ họp tháng 10, kỳ họp 8, Quốc hội khóa 15. Trao đổi thêm về nội dung này, bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương cho biết, theo dự kiến của Trung ương Đảng, từ nay tới hết năm 2024 sẽ tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao và chính quyền các cấp. Việc này, theo bà Hải, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, và chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 14 của Đảng. Vẫn theo bà Hải, việc kiện toàn nhân sự để đảm bảo cho hệ thống chính trị hoàn thiện hơn, đoàn kết hơn, nhịp nhàng hơn, mạnh hơn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn, tốt hơn cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường gắn bó với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, nhà nước. Trước đó, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được Trung ương Đảng bầu làm Tổng bí thư Trung ương Đảng khóa 13 tại Hội nghị Trung ương Đảng khóa 13 hôm ngày 3 tháng 8. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hiện vẫn kiêm giữ hai chức vụ này. Tại cuộc gặp các nguyên lãnh đạo đảng nhà nước hôm 15 tháng 8, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2024 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Về việc Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng và vẫn kiêm giữ chức danh này, ông Bùi Văn Cường cho biết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong bài phát biểu bế mạc đã thông tin, ông Hồ Đức Phước sẽ tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến khi kiện toàn chức danh này. Với trường hợp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, ông Cường cũng thông tin ông Bùi Thanh Sơn sẽ tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Như vậy chính phủ sẽ không kiện toàn chức danh bộ trưởng Bộ ngoại giao mà ông Bùi Thanh Sơn sẽ kiêm hai chức danh này. Chủ tịch Quốc hội, công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, thống nhất cao. Chiều 26 tháng 8, kỳ họp bất thường lần thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra về công tác nhân sự và tiến hành bế mạc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của đảng, pháp luật nhà nước, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các vị đại biểu quốc hội. Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ chánh án tòa án nhân dân tối cao đối với đồng chí Nguyễn Hòa Bình và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đối với đồng chí Lê Minh Trí, để bầu giữ chức chánh án toán nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Trần Lưu Quang vì đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Bầu đồng chí Nguyễn Huy Tiến giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về bổ sung số lượng Phó Thủ tướng để Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 có 5 phó thủ tướng chính phủ. Phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ, bổ nhiệm đồng chí Hồ Đức Phất, giữ chức phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tiếp tục làm bộ trưởng bộ tài chính cho đến khi kiện toàn chức danh bộ trưởng bộ tài chính. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Sơn, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Đỗ Đức Duy giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Hải Ninh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026. Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nghỉ công tác. Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lê Thanh Vân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo sát sao của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan tổ chức hữu quan. Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, quyết nghị công tác nhân sự đạt sự đồng thuận thống nhất cao. Chúng ta tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào ta ở nước ngoài, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại và phòng chống tham nhũng tiêu cực của năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Chủ tịch Quốc hội cho biết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.